thức ở trên bờ giờ xưa quá rồi. Hôm nay ở giữa biển thách thức skill với tao nè. Thách thức sao? Bây giờ tao làm skill gì thì mày làm theo skill đó, nhưng với điều kiện cả hai phải mang vậy nha. Vậy vậy? À vậy ba ta star cũng kiếp em lại. Nè vậy. Lần này á, mày mà thua tao nữa, tao chở mày thẳng tới ngoài Thái mà chưa ngoài tao dục mày xuống dưới sông luôn á. Vô. Vô. Trời, ghê vậy ta. Ghê vậy ta. Vậy được chưa? Ghê vậy ta. Vậy được chưa? Skill cuối cùng này chỉ có thiên tài mới làm được thôi. Thiên tài? Thiên tài là cái gì chứ? Ủa? Rồi mày làm gì mày dùng tao? Chơi mày muốn skill vậy lại muốn này mày. Mày tới đây nè, dục tao lại nè, quay nè. Dục thì dục. Phải không? Không. Tông à. Đúng rồi.